Tùng kính gửi lời chào tới ngũ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục làm sao tiết kiệm tiền, không trả quá nhiều tiền cho các hóa đơn tiền điện cho các công ty điện lực, đặc biệt là PG&E. Giải pháp gắn hệ thống solar trên mái nhà của mình. Và Thanh Tùng mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời trong chương trình ngày hôm nay, đó là anh Jason Lee. Anh Jason Lee là giám đốc điều hành của công ty Solar System ngay tại vùng Bay Area. Thanh Tùng gửi lời chào đến anh Jason. Xin chào anh Thanh Tùng và chào tất cả quý vị khán giả của Đài Net Việt ạ. Trước khi hỏi thăm anh Jason về cái lợi, những cái lợi cho hệ thống solar, đặc biệt là lợi khi mình làm chủ đó, thì Thanh Tùng muốn nhờ anh Jason có thể giới thiệu, tại vì đây là một trong những lần đầu tiên anh em mình ngồi nói chuyện với nhau ngay trước màn hình và khán giả là Đài Net Việt TV đó, thì anh có thể cho bà con mình biết là công ty Solar System của mình đã phục vụ được ra sao cho khách hàng của mình ở vùng Bay Area và khắp nơi tiểu bang Cali không anh? Thưa anh Thanh Tùng cũng như quý vị khán giả, là công ty Solar System đó đã thành lập từ năm 2016 cho tới bây giờ. Thành ra mình đã lắp không biết có thể là 700-800 căn nhà của cả cái vùng Bay Area, trong đó San Jose, Evergreen là nhiều nhất đó anh Thanh Tùng. Wow, như vậy thì khách hàng của anh là người Việt Nam hay là có những người mà ngoại quốc nữa anh? Có như là 90% nhờ những thông tin như anh Thanh Tùng đưa ra, đó là 90% khách hàng của mình là người Việt anh. Thanh Tùng ngạc nhiên là bởi vì á, người Việt Nam của mình bây giờ rõ ràng là cập nhật kiến thức rất là nhanh, mà đặc biệt là có thói quen tiết kiệm tiền. Người Việt mà biết tiết kiệm tiền thì là người ta gắn solar ở trên. Tại vì còn ở lại với ông PG&E. Quý vị ơi, hóa đơn tiền điện mỗi tháng mỗi tăng, trong khi mình có cái hệ thống solar lấy ánh nắng mặt trời đó, tự sản xuất điện cho tư gia của mình xài, mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Nhưng anh Jason, ta còn nhớ rằng là những cái khoảng 5-7 năm về trước thì bà con của mình được hướng dẫn là gắn hệ thống solar, rồi mình sẽ nhờ ông nhà đèn PG&E ông giữ điện lại giùm cho mình. Rồi những tháng sau đó khi mình cần thì mình lấy điện này ra mình xài. Còn bây giờ cái vụ này có còn không anh? Thưa anh, cũng như quý vị khán giả, là từ tháng 4 năm 2023 đó là PG&E đã không giữ điện cho mình, hoặc là họ nói là nếu mà mình dư điện đó thì họ chỉ trả mình có 4 sen, trong khi ban đêm mình xài họ trả mình gần 50 sen đó. Thành ra cái vấn đề mà mình đưa cho điện cho PG&E để giữ, nó bây giờ nó trở thành không cần thiết nữa. Mình phải tự giữ lấy để mình tự sử dụng đó. Như vậy thì giữ điện mà mình có được bằng cách nào anh? Thì ban ngày đó mình đi làm đó, là lúc nào cái hệ thống solar nó cũng ra điện nhiều hơn cái gia đình mình đang sử dụng. Thành ra cái điện đó nó phải đi một cái battery, hoặc là gắn nhiều cái battery tùy theo cái nhu cầu của cái gia đình này sử dụng bao nhiêu điện. Thì cái hệ thống battery đó bây giờ là một cái add-on, tức là mình phải dùng cái miếng solar, cái máy đổi điện và thêm cái battery. Đó là ba cái component của cái hệ thống solar mà quý vị phải có. Thành ra giá tiền có thể tăng lên một chút, nhưng mà so với cái tiền PG nó tăng đó thì mình vẫn tiết kiệm nhiều lắm. Vẫn tiết kiệm nhiều hơn. Nhưng mà cái battery đó Thanh Tùng nghe nói, thứ nhất là không dễ tìm được những sản phẩm có phẩm chất cao, và thứ nhì có tìm được không phải dễ gắn anh Jason. Thưa Thanh Tùng cũng như quý vị khán giả, là đúng như vậy, battery là một cái rất là khó làm vì có quá nhiều hàng ở Trung Quốc, trong đó như anh Tesla là cũng bảo đảm có 10 năm. Thì công ty Solar System đã lựa cho quý vị được một công ty của Mỹ, đó là hãng NT, nó là một trong S&P 500 đại công ty của nước Mỹ. Họ làm cái battery đó, họ bảo đảm 15 năm và luôn cái máy đổi điện của cái hệ thống solar. Thành ra hai cái này nó work together, nó làm cho cái hệ thống của mình nó trở thành một cái hệ thống smart, là mình có thể coi được trên cái phone, mình sẽ thấy được là mỗi một miếng solar nó đang ra bao nhiêu điện và gia đình mình sử dụng bao nhiêu ký lô điện ngày hôm nay, là 24 tiếng đồng hồ sau hoặc là 3 tháng sau mình cũng có theo dõi được. Và mình bình dự trữ của mình còn bao nhiêu điện để mình sử dụng đó anh Thanh Tùng. Vậy anh đang giới thiệu với bà con của mình á, là cái battery mà được sản xuất tại Mỹ. Đây là sản phẩm của nước Mỹ. Thế bà con mình đi chợ Costco hay đi một số nơi thì được giới thiệu các sản phẩm từ solar cho tới battery mà được sản xuất từ Trung Quốc. Hàng từ Trung Quốc nó khá hơn hàng của Mỹ không anh? Thưa anh, hàng của Trung Quốc có thể là nó cũng phẩm chất nó không thua, nhưng mà có một cái là họ bảo đảm những cái năm như là 25 năm cho inverter hoặc là cho panel, và 10 năm
cho ba đơn vị. Nhưng mà 3-4 năm sau họ phá sản hoặc là biến mất trên thị trường thì sao? Thì bằng chứng là bây giờ nếu mà mình vô Costco, mình thấy cái hãng mà Solar S họ bán đó, họ bán cái hệ thống đó đó. Solar S là một cái hãng Mỹ đặt hàng của kia, nhưng mà cái hệ thống Solar S nó hư hoài. Hồi trước mình cũng gắn cái đó, mình cứ bị nó hư, bây giờ khách hàng cứ gọi bắt phải thay hoài. Thứ hai là cái panel thì họ dùng của Qcell hay là cái hãng Trung Quốc nào đó. Thì những cái mặt hàng này nó rất là mau hư. Đó. Còn cái battery họ giới thiệu là Tesla. Thì Tesla họ chỉ bảo đảm có 10 năm thôi. Và đặc biệt là quý vị không biết là một khi mà quý vị sử dụng của thằng Sunrun đó, 3-4 năm sau nó hư, họ tới họ thay, họ sửa, không phải là miễn phí đâu anh Thanh Tùng. Không có miễn phí đâu. Họ tính tiền hả anh? Tính nhiều lắm. Chứ vậy nãy giờ Thanh Tùng cố tình hỏi anh Jason để nhờ anh cung cấp một số những kiến thức mà không phải ai cũng biết. Đây là những kiến thức chỉ có dân trong nghề mới biết thôi. Những người mà kinh nghiệm, những người có nhiều năm ở trong nghề đó chia sẻ cho bà con mình những kiến thức như thế này để làm chi? Để mình khôn ngoan trong việc lựa chọn sản phẩm. Sản phẩm từ đâu? Và chỉ cần quý vị chọn cái công ty nào mà lo cho quý vị solar mà uy tín, thì công ty Solar System của anh Jason á, là công ty đã giúp cho bà con mình rất nhiều kinh nghiệm vô cùng, chọn mặt hàng nào tốt nhất cho bà con của mình. Anh Jason, Thanh Tùng có thấy một số những công ty solar, họ có đưa ra những cái offer, những cái lời đề nghị nghe hấp dẫn lắm anh. Là chỉ cần lấy cái hệ thống của tôi về bỏ trên mái nhà đi, không cần trả tôi các bạc nào hết, xài thoải mái đi, không cần trả tiền. Ủa vậy thì tại sao phải đi mua hệ thống solar anh Jason? Thưa anh, cũng như mình, anh em mình cũng nói rất là nhiều về cái hệ thống mà gọi là bán điện hoặc là cho mướn cái hệ thống. Thì nói dễ hiểu thôi, người Việt Nam có câu là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có nghĩa là mình đi mua cái gì trước thì mình là cái người khôn. Còn bây giờ mình đi mướn cái gì mà 25 năm, anh nghĩ đi, anh đi chơi, anh đi mướn xe chỉ có 2-3 ngày thôi, anh thấy ok. Chứ còn nếu mà anh đi qua Hawaii anh ở 6 tháng chắc chắn là anh phải mua cái xe hay là lít cái xe đó long term. Còn bây giờ mình đem cái hệ thống solar lên nóc nhà mình, để trên đó 25 năm mà của người khác, thì việc đầu tiên là gì anh? Là nhà mình có cái liên. Liên là sao? Là hệ thống này không phải của mình. Chủ nhà không có trách nhiệm gì, quyền hạn gì trên cái hệ thống này. Và nếu mà mình muốn bán nhà thì mình phải thanh toán cái anh solar đó còn lại 20 năm hay là 15 năm. Thì cái số tiền đó là một số tiền khổng lồ. Thành ra mình đi mướn. Với lại anh em mình nói là mình mua hệ thống solar, mình sản xuất điện chỉ tốn có 10 cent. Bây giờ mình đi mướn cái hệ thống nó bắt đầu ra là gói 20 cent. Và nó cộng thêm 2.9% mỗi năm. Thì như vậy cái lỗ là về ai thì anh thấy rõ ràng. Vậy là đó, những công ty mà cho mướn họ đâu có nói rõ ràng như mình như anh Jason đâu. Tại vì cái hợp đồng đó không ai đọc được. Đó. Không, mình đâu có đọc được hợp đồng mà không ai nói với mình rõ ràng vậy trơn á. Họ chỉ nói một nghe rất là hấp dẫn, nhưng khi quý vị ký hợp đồng rồi thì mình mới thấy rằng là đủ thứ rắc rối về sau. Nếu mình cho người ta thuê cái nóc nhà của mình chỉ để lấy điện, nó sẽ không có lợi bằng việc mình làm chủ một hệ thống solar cho mình, đúng không anh Jason? Đúng vậy anh, vì mình làm chủ đó, mình có thể lựa mặt hàng. Tức là mình lựa cái đồ tốt nhất, đồ như thế nào, giá tiền như thế nào mình biết rõ ràng. Trong khi mình đi mướn với hệ thống đó hay là mình mua điện thì họ để cái đồ dởm trên mắt nhà mình sao biết được. Đúng không anh? Và vài năm sau nó hư thì lúc đó trách nhiệm về ai? Nhưng để làm chủ một hệ thống solar thì mình phải trả ra một số tiền. Cái số tiền đó tùy mặt hàng mình mua. Tuy nhiên một lúc mà bỏ ra tiền như vậy thì nhiều cái đồng hương của mình cũng ngại anh. Thưa anh, công ty đã có những cái chương trình gọi là finance, tức là cho vay. Thì mình có thể mình vay cái hệ thống này trong 20 năm dài hạn, 15 năm, 10 năm hoặc là 5 năm. Đó, thì những cái chi phí luôn cả tiền lời nó vẫn tiết kiệm cho mình, bây giờ tốn lên hết khoảng chừng 13 cent một ký luôn cả tiền lời. Anh thấy không? Thành ra quý vị cũng không phải bỏ đồng bạc nào, cũng không phải bỏ ra mấy chục ngàn hay là một số tiền lớn, mà mình có được một hệ thống solar trả tiền ít hơn PG&E rất là nhiều đó. Mà đi đường dài là tiết kiệm được nhiều lắm. Bảo đảm. Mà quý vị yên tâm, Thanh Tổ thì quý vị yên tâm đi. Điện điện không có dựng đây đâu. Anh Jason mới vừa cho biết ở cái phần talk show lần trước đó, là những năm trước nó chỉ có bao nhiêu anh, có 11 xu hả? 16 cent cho tới 24 cent. 16 cent tới 24 cent một ký. Bây giờ 50 cent. Bây giờ 50 cent tức tăng hơn gấp 3 lần, mà sẽ còn tăng dài dài trong tương lai. Nếu quý vị quyết định ở lại làm khách hàng cho các công ty điện lực, quý vị quyết định ở lại làm khách hàng với PG&E,
thì Thanh Tùng khuyên quý vị nên gặp bác sĩ mua thuốc trợ tim, bởi vì mỗi lần mở cái hóa đơn ra là té xỉu anh. Rất nhiều bà con của mình trong những tháng vừa qua, nhất là cái hồi mà tháng 12 của năm ngoái, tháng 12, tháng 1, tháng 2 năm ngoái, trời ơi tiền điện khủng khiếp quý vị, tiền điện khủng khiếp luôn. Cho nên có hệ thống solar thì nó sẽ lợi cho mình rất là nhiều, đi đường dài. Anh Jason mới nói rằng là anh giúp cho bà con của mình vấn đề finance, đi vay và tất cả mọi thứ mình chỉ trả khi nào mà hệ thống solar nhà mình nó work, nó ra điện thì mới trả tiền. Không phải là ra điện mà work, mà phải có chánh phủ chấp nhận và pass inspection đó. Đó. Phải như vậy thì mới trả tiền. Đó là vấn đề thêm trả tiền. Anh Thanh Tùng cũng biết là hồi trước á, CD chỉ tới inspection có một lần. Bây giờ luôn ba đơn vị họ phải tới 3 lần đó. Wow, quý vị thấy. Mà tiền permit tới 1.000 từ chứ không phải 175 đó anh. Đấy, cho nên chọn được công ty nào lo cho solar của mình là điều hết sức quan trọng. Nói đi nói lại phải chọn đúng công ty. Và cho Thanh Tùng giới thiệu Solar System, công ty do người Việt làm chủ ngay tại Bay Area, và anh Jason Lee, giám đốc điều hành của công ty. Tại sao quý vị lại chần chừ? Một ngày quý vị chần chừ, quý vị sẽ bị tốn rất nhiều tiền cho điện. Nhấc điện thoại gọi ngay cho Solar System 408-348-7988. Cảm ơn anh Jason. Cảm ơn Thanh Tùng và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của đài. Giá điện đã tăng quá nhanh trong vài năm nay là một thực tế đáng cho chúng ta phải quan tâm. Từ 20 cent một kilo vào năm 2014, giờ đã thành 55 cent. Quý đồng hương hãy tận dụng 300 ngày nắng trời cho San Jose và các vùng phụ cận để chúng ta lắp một hệ thống solar trên mái nhà để sản xuất điện và tiết kiệm một số tiền lớn bất ngờ. Đây là một cơ hội chúng ta không nên để mất. Để được tham khảo về số tiền tiết kiệm cụ thể cho trường hợp của quý vị, hãy gọi Jason Lee 408-348-7988 348-7988 348-7988. Mọi tham khảo hoàn toàn miễn phí.